Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ test khẩu súng mới QBU. Một khẩu súng mà các bạn chê phế vật rất là nhiều luôn. À, một bạn ở đây. Chạy đâu bạn ơi? Rồi, sấy mù mắt. Không sao. Thanh niên sợ quá, chạy xuống nằm trong đây rồi. Ok. Hình như là một bạn solo squad thì phải. Wow. Các bạn ấy thích... Ấy chứ nhầm, solo duo. Hôm nay mình chơi có duo à? Vâng, quay lại với khẩu súng QBU. Vâng, súng con nhà người ta mệnh đến như thế mà mấy ông vào chửi phế vật ạ. Vâng, cảm thấy tổn thương cho em nó vờ lờ nha mà. Hôm nay thì mạn phép test thử. Đây, cái khẩu này thì bên China mình đã test nhiều lắm rồi. Thực sự thì nó yếu thì yếu thật. Nhưng mà biết cách bắn thì nó mệnh lắm. Và mình thích nó hơn bắn mini nhiều. Tuy là nó táp hơi chậm nhưng không sao, nó không giật. Các bạn lưu ý khi mà bắn khẩu này thì các bạn hãy nằm xuống ấy, thì cái độ giật của em nó sẽ fix gần như là hoàn toàn. Bắn rất là đã. Rồi, vâng, một bạn Việt Nam lang thang ở cuối nhà Y. Vâng, lại có thêm một bạn lang thang ở hướng SW này. Vâng, có lẽ lại là solo duo. Wow, các bạn ấy thích solo duo vậy. Có thể là bạn ấy sẽ di chuyển vào khu vực hướng nhà đứng ngoặt mình. Ok. Vâng, chạy nhanh nhở, hình như hai bạn thì phải. Úi dồi ôi. Không sao, chúng ta sẽ lút đồ cá nhẹ. Wow, nhiều đồ ghê. Được rồi, xử nốt hai bạn này lúc cho nó đã. Một bé này. Ok, còn một bạn nữa thôi. Đấy thôi em ơi. Đấy nào, còn có mỗi bạn thôi. Úi dồi ôi. Vâng, một pha đẩy láo của mình. Nó yếu rồi em ơi. Lên đấy. Wow. Vâng, hình như mình có cảm giác mình đang tăng độ khó cho game thì phải. Có thế thôi, công nhận gốc nó đẹp thật nhở. Nó chỉ cần lao ra mà nó bắn thôi. May đấy, không thì bị clear cả hai thằng rồi. Ok, một pha đẩy hơi láo tí. Mà mình nghĩ có còn một thằng à. Mà mình cứ tưởng thằng em mình chạy sau lưng cơ. Đậu xanh. Ở tuốt đâu ở... Cũng là sau lưng thật đấy. Nhưng mà ở rất xa. Ok, không sao, clear rồi. Công việc còn lại là lốt hết cái khu này rồi. Vâng, chắc là mình sẽ kiếm khẩu QBZ để bắn với QBU cho nó đồng bộ. Vâng, không biết trận này chúng nó nhảy đâu. Bây giờ mình phải đi lúc thính để kiếm người này. Vâng, cục thính Halloween rất là đẹp luôn. Một bé này, hai bé này, đậu xanh. May mà mình nghe tiếng chân đấy. Wow, một bạn chơi Surprise Motherfucker ấy chứ nhầm, chơi ninja. Còn một bạn thì lao ra Surprise Motherfucker. Vâng, muốn hù chết người ta đây mà. Thật là dã man con ngàn. Ok, thằng em của mình đã cắm đầu vào cục thính rồi. Không biết còn gì không. Wow, MK14 cộng với bộ cỏ và một cái giáp 3. Tuyệt vời. Vâng, chắc là trận này mình sẽ bắn MK14 cộng với QBU nha. Vâng, bắn dual snipe cho nó gắt. Hơi nhiều đạn xanh này. Vâng, chúng ta sẽ qua bên xác mấy bạn kia kiếm thêm đạn 7 nhé. Wow, có rất nhiều phụ kiện luôn. Ok,
Ok, như vậy thì MK14 cộng với QBU full phụ kiện, full option xịn luôn. Đây là một cái option đáng để mơ ước. Với cái khẩu QBU này thì mình nghĩ là các bạn nên gắn cho em nó là cái Silent ấy, bắn rất là thích luôn. Hoặc nếu mà không có Silent thì các bạn có thể gắn Flash Hider, tức là ống ngắm trên tia lửa đấy. Úi dồi ôi. Vâng, các bạn này chạy hay đấy. Được. Các bạn này chạy rất là hay nhá. Bị bắn cái đảo hướng ngay, chạy xuống viền. Gạt đấy. Nếu mà vẫn chạy theo một cái đường thẳng chạy lên đỉnh núi này thì mình chắc chắn là mình sẽ knock được cả hai bạn ấy. Vâng, bị bắn knock rồi. Đen vãi nồi. Vâng, hình như ở trên đỉnh núi này. À, các bạn ấy nằm này. Đấy, trời ơi. Lại chê QBU yếu đi. Mất tiêu rồi. Đậu phộng. Vâng, game nó không load cho mình em à. Tiếc vãi nồi. Vâng, tầm đấy là có thể bắn chết cả hai rồi đấy. Các bạn thấy QBU mạnh không ạ? Vâng, đấy là mình còn chưa sử dụng cái chiêu nằm xuống đấy. Nằm xuống thì nó sẽ mở ra hai cái trong ở phía trước cây QBU này và bắn không giật luôn, bắn rất là đã. Các bạn sẽ táp cực kỳ nhanh và không sợ bị lệch tâm. Đấy là cái điểm hay của cái khẩu này. Nhưng mà nó chỉ thiên hướng nằm thôi. Mình thì mình không thích nằm lắm. Bởi vì mình không phải ninja. Đáng tiếc. Súng rất tốt nhưng mình rất tiếc. Nghe bảo bên này có người. Và mình phải qua với em đó, kẻo lại mất người thì phí lắm anh em à. Mình muốn kênh hai thằng ở cái viền nước thôi. Mình nghĩ là hai thằng đấy kiểu gì cũng nhảy xuống bơi rồi. Ra câu cá thì tuyệt vời nhưng ở đây có người này. Úi dồi ôi. Các bạn ấy rất nhanh nhá. Chạy ngay vào nhà rồi. Vâng, chắc là nãy nó nghe được tiếng súng mà tụi mình táp bụp bụp. Cơ mà giảm thanh mà. Ok, bắt đầu chạy ra rồi. Có lẽ đã nắm bắt được vị trí của tụi mình. Được rồi. Hay. Còn một bạn nữa thôi. Bạn ấy phải đẩy lên cừu. Này thì cừu với chúng tôi này. Có Leo. Hai bạn đến từ Korea. Vâng, còn mấy bạn bên này chắc có lẽ là chạy hết rồi. Thôi, vào bo thôi. Bo khá là xa. Vâng, thằng em của mình vừa bị bọn trên đồi bắn xong. Bọn trước mặt ấy, nó đứng chặn boy nha mà. Chơi khá là mất nét rồi nha. Chơi vậy là không ngoan. Được rồi. Bắt buộc phải chạy tiếp thôi. Ok, các bạn ấy vẫn tiếp tục bắn mình. À đâu, bắn thằng em của mình. Thấy rồi nha. Lại thì bắn em tao này. Gạt gió cái nhẹ. Được rồi. Khuất gốc cây rồi. À, bạn ấy chạy sang cứu này. Lại thì cứu với chúng tôi này. Ok. Đấy. Cái khẩu súng con nhà người ta mạnh như vậy. Vâng, mới đầu mình bắn thì mình cũng cảm thấy là yếu thật. Nhưng mà bắn nhiều nó quen ý. Thực sự nó rất là bá. Với lại khẩu này nó táp cũng rất là ghê. Mặc dù nó yếu. Nhưng mà nó táp không thể sót viên nào được anh em à. Bắn rất là dễ luôn. Mình thích là thích cái chỗ bắn không thể sót viên nào dính vào người ý. Rất là phê. Ok, lại tiếp tục chạy vào bo.
Wow. Vâng, lấy thêm tí nước tí máu thôi. Chứ tầm này thì mình cũng không tham thêm đồ gì nữa. Map này thì cứ liên tục chạy bo thôi. Bo nó ép, nó dồn dã man. Nhưng mà được cái map gần, chạy thì thoải mái luôn. Vâng, còn 5 người nữa thôi. Có ốp ở đây. Vâng, tiếng ốp ở hướng 250. Ở đâu đó trên đỉnh núi, có lẽ là đã chạy xuống dần vào bo rồi. Vâng, có người này. Ngồi yên một chỗ bạn ơi. Bạn đảo như thế làm sao mình ke đầu bạn được chứ. Vâng, hình như là cầm khẩu QBU cộng thêm một cái Silent. Đậu xanh. Nó đứng một chỗ thì cái đầu nó không yên anh em à. Ke vào đầu khó vãi nồi ra. Vâng, mình sẽ úp dần xem các bạn ấy làm gì lên đây mà đảo như răng lạc vậy. Wow, có team khác đẩy lên này. Vâng, một viên nữa thôi. Ok, có thể là team cầm ốp thì phải. Vâng, đồng đội của bạn ấy đã nhảy xuống cứu rồi. Tầm này thì hơi khó để đẩy ra, tại vì con đường đẩy ra rất là dài. À, đứng yên này. Vãi trưởng. Bạn này né đạn hơi ghê nhá. Vâng, cứ chĩa tầm vào bạn ấy thì bạn ấy sẽ nhanh chóng nằm xuống hay di chuyển đi bất cứ đâu đấy. Hoặc cái đầu của bạn ấy sẽ nhấp nhô như trà sữa tô cô vậy. Thiệt là khốn nạn đó. Rồi chắc là mình sẽ tặng cho bạn ấy một quả bom. Hên xui thì nốc được bạn ấy. Nếu mà nốc được thì mình sẽ đẩy lên luôn. Vâng, không ăn thua rồi. Bò tiếp theo thì bắt buộc phải chạy ra ngoài. Hơi khoai. Quả này chạy ra thì phải có sơ móc cơ. Không thì vỡ mồm con chó sồm. Nghe tiếng chân trong nhà này. Nà ní. À, chạy vào thế điếu nào được. Ok, đáp smoke đi em ơi. Chuẩn bị liều mạng nào. Nóc một này. Ok, lên luôn. Vâng, đồng đội của bạn ấy bên này. Ok, clear. Vâng, như thế là còn hai bạn ở trước mặt mình thôi. Lúc nãy mình knock các bạn ấy nhưng không thể gạt dò được. Hình như cũng là Korea đấy. Sau trận này toàn Korea ấy nhỏ. Rõ ràng là server ASEAN. Vâng, đáp chào đi. Cho nó hòa quyện vào thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Wow, các bạn ấy bắt đầu ném bom chích vị trí. Mình cũng có bom nè. Wow, đau nha. Sai rồi. Ném đây sai rồi các bạn ơi. Vâng, còn mỗi quả bom để giành vậy. Vâng, đến với những tình huống ninja thực sự mình không rành mấy cái này anh em à. Bò bắt đầu khép rồi. Wow, hay nha. Vâng, như vậy thì còn một bạn nữa thôi.
không biết bạn còn lại nằm đâu rồi. Cái đậu xanh. Thế nào, nằm gốc cây trước này nè. Wow. Ok. Này thì ninja với chúng tôi này. Vâng, và mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn xem thấy hay đừng quên like và subscribe kênh ủng hộ channel của mình nhé. Và bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo, cũng như được liên tục cập nhật kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào.